Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số Zalo của mình là 0938773799 và một cái thứ ba là mọi người cũng có thể là trên về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên uh, đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có đâu vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và còn nói với bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên Thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha Bởi vì um, mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó Mình sẽ tự quay ra một 000 đồng trên một lượt đăng ký Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ hoàn cảnh này khó khăn là mọi người ha à xong rồi bây giờ là mình xin phép mình sẽ vào truyện luôn bởi vì đây là cái tập truyện buổi trưa và một người lưu ý giúp mình là à, mình sẽ có hai tập mỗi một ngày nha mọi người ha thì một tập một buổi trưa và một tập một buổi tối hy vọng là mọi người sẽ nghe một ngày hai tập để ủng hộ cho mình ha rồi à, thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người là do một bạn này bạn tên là Quỳnh bạn đã gửi về cho mình Thì bạn Quỳnh bạn kể về cái câu chuyện như thế này nè Bạn nói là bạn á thì bạn này sinh năm 97 Tuy nhiên là cái người chị cái người chị, chị họ của bạn á là Vì mà chị họ cũng khá là thân thiết mọi người nghe Là chị đó chị sinh năm 1993 Thì à, cách đây khoảng có một vài năm câu chuyện cũng gần đây thôi Mọi người cách đây khoảng chừng cái đâu 3-4 năm trở lại đây thôi thì lúc đó cái người theo như bạn biết là cái người chị này đó là bà bà khá là tự lập nha bà khá là kén chọn nha thành ra là thì lúc đó thì cách đây ba bốn năm thì sinh năm 93 ba là à, sinh năm 93 là bằng tuổi vợ mình cách đây ba bốn năm là độ khoảng cỡ hai 27 mươi bảy rồi hai tuổi rồi mà à, vẫn chưa có người yêu rồi cũng chưa có chồng con gì cả và cái tánh bà tự lập là bà thích ở hơn mình à, tại vì cũng có nghe nói là bà cũng có khắc khẩu với lại ba mẹ hình như là bà, bà không có ở chung với ba mẹ được thành ra là cái chuyện mà bà đổi nhà trọ liên tục à thì à, vì như vậy mà hai chị em khá là thân với nhau nên cái tiết mục mà cứ mỗi lần mà bà đổi phòng trọ như vậy rồi bạn qua bạn phụ hoặc là bạn qua bạn chơi giùm bà, bả bà mời ừ à, tao mới đổi nhà trọ là mày qua ăn tân gia nhà trọ đồ chơi với tao và bả cũng uh, không có bạn bè chân nghe mùi nha đó là bả dùng hai chị em chơi rất là thân có có một mình uh, bạn quỳnh thân đây à, quên phải đặt tên đặt tên bả tên là bà nhung đi rồi đó thì nhung với quỳnh là hai chị em là cứ như vậy đó là cứ bạn nhớ là khoảng cỡ đâu 6 tháng hay là năm gì đó là bả đổi nhà trọn lần phải không thì um, đúng là gọi là, đi đêm có ngày gặp ma đổi nhà trọ riết cũng kiếm được nhà trọ cũng có con ma này nó cũng được được lắm mọi người thì uh, lúc đó thì bà bà cũng có nhắn cho bạn à, là chị uh, đổi nhà trọ. Uh, rồi uh, chị uh, kiếm được cái chỗ này rồi Này là cái nhà nguyên căn Nhưng mà nó phân thành từng phòng mà nó cho thuê Thì chỉ có thuê được một phòng Mà thuê được một phòng trong đó thôi Nhưng mà nguyên những cái phòng còn lại là chưa có ai thuê hết Tại vì theo như bà chủ nhà bà nói là bà cũng mới vừa sửa sang rồi thôi Và bà mới vừa đăng bản cho thuê Tức có nghĩa là bà Nhung này bà là cái người đầu tiên vô thuê uh, phòng trọ trong căn nhà này luôn thì cũng ý là cũng nhắn kêu quỳnh qua phụ nhưng mà lúc đó thì quỳnh thời điểm đó là quỳnh đã có con rồi nha à và con của quỳnh lúc đó là lên cũng khoảng chừng cỡ đâu ba bốn tuổi rồi đó thì cũng bận chăm con với lại cũng khá là kiểu như đi chích này nọ nó kia đó thành ra là không có qua phụ được rồi bà chỉ bà cũng ok đó không có gì cả thì uh, khoe giống như chụp hình gửi zalo ở ừ, cái phòng của tao vậy nè nó rộng hơn phòng trước đó ở đây ở nhà nguyên căn mà mình ở trong phòng như vậy đó thì uh, không có chung chạy với người ta nó khác với lại nhà trọ rồi xong cái sau đó cái bắt đầu là bà còn chụp đó trời ơi, chủ nhà được lắm mày ơi có để lại cho tao một cái tủ này cái tủ sắt đó mà cái 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 tủ đồ bằng sắt nha đó thì ừ, nhìn thấy nó cũng còn mới chát nha. à. cái này chắc khỏi phải tốn tiền mua đó, à, thì nhắn tin qua lại với nhau như vậy thì bạn quỳnh bạn có nói trời phòng đẹp quá chị đồ kiểu kiểu như vậy đúng không Ừ, rồi thì bắt đầu là khoảng đâu chừng cỡ đâu uh, nửa tháng trời sao Nữa là 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 Quỳnh bận quá, tại vì cái đợt đó là con của Quỳnh á là nó hay nhõng nhẽo, nó hay bệnh đó mọi người. Tại vì con nít nó tùy cái giai đoạn mà, thì nó bệnh nó bệnh tới bệnh lui, nó sốt tới sốt lui trong vòng khoảng hai tuần. Quỳnh cũng chưa có qua được nhà của Nhung đó thì sau hai tuần như bắt đầu là nhung mới nhắn đó, ê uh, tao uh, làm biến nhờ mấy ấy quá thôi bây giờ uh, mày rảnh chưa bữa nào qua đi chơi rồi phụ tao thôi chắc uh, uh, rinh cái tủ này xuống uh, để dưới nhà giùm tao một cái cái nó ủa vụ gì cái đó thì bà bà mới chụp cái tủ bà gỡ cái tủ này nè uh, tao uh, không có muốn xài nữa uh, rồi tao tính tính uh, đem để xuống dưới cho chủ nhà muốn xài đó xài cái quỳnh mới nhắn quỳnh hỏi nó ủa cái tủ này bữa bà nói với tôi bà khen bà khoái dữ lắm luôn khỏi đống tiền mua đó chủ nhà đưa lại cho xài rồi sao bây giờ cuối cùng không xài đem đi bỏ vậy đó đó là lúc đó là là, là gọi điện nói chuyện luôn thì cái bà bà bảo mới ấp úng bà kêu ờ à, thì tao thấy cái tủ này nó cứ uh, uh, sao sao mày ơi thấy nó cứ kỳ 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 sao tao thấy thấy không hợp tao tính dục nó trời nó cười đã ở trọ rồi nhà nó bảo bảo cũng đâu có phải là giàu có gì cũng nghèo thấy mẹ làm gì mà kiến chọn đã nhưng mà thôi thì mới nói chung bà chị bà mình bà bà nhờ thì mình cũng phụ không xong cái hai uh, ba bữa nữa lúc này là con của bà quỳnh cũng khỏe khỏe rồi chứ bắt đầu là cũng ẩm qua lúc đó con nó ba ba bốn tuổi rồi nha nó chạy nhảy này nọ đồ bình thường nó sổ sữa lắm tròn quay à cái uh, cũng dẫn qua thôi cũng lâu quá không dẫn qua cho gặp uh, cô nhung đó không qua gặp cho vui thì uh, khi mà qua đó rồi cái bắt đầu là cũng ngồi chơi xíu bắt đầu là hai chị em tính là sẽ đinh cái tủ đó nhưng mà không ngờ là cái tủ đó nó nó nặng hơn so với tưởng tượng của hai chị em thì mọi người có thể lên trên google mọi người bấm là tủ đồ bằng sắt thì đây là cái dạng tủ là lâu năm rồi cái ý ý ý, ý mà nói là cái cái cái, cái mô đen của nó cái loại tủ á bây giờ là thời thời đại bây giờ nó xài tủ nhựa không mà nó nhẹ lắm còn không là tủ cây còn tủ bằng sắt ở lâu đời rồi đó thì uh, ginh, hai chị em kinh không nổi chứ bắt đầu là ginh không nổi đó bắt đầu hai chị em nói thôi uh, mà bà nhung nói thôi mày tưởng đâu hai chị em mình ginh nổi thôi cuối cùng không nổi thôi để đi có gì để tao nhờ mấy cái dịch vụ mà vận chuyển đồ đó thì nó hơi tốn tiền chút xíu xong cái bắt đầu quỳnh cái hỏi đi hỏi lại hoài à nói trời ơi mà tôi thấy cái tủ này tại vì quỳnh qua quỳnh thấy là cái màu nó đẹp lắm cái loại tủ nó là cái loại tủ cũ thôi chứ mà cái màu là cái màu đen, cái màu mà cái màu xanh min mà biết không? Xanh min min á là, là nó rất là thời trang. Cái trời ơi tủ này thấy cũng được lắm mà bà bị gì bà nói sao mà sao không không không, không xài. Chứ thôi th 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 thì uh, có con uh, bé nhỏ đây mình kêu con bé con của mình là kêu là bé Na. Thôi có con bé Na này tao không có nói đâu, không có nên mà kỳ lắm. Uh, để có gì dẫn uh, chuyển được cái tủ xuống dưới rồi tao kể cho mày nghe là lúc đó là bạn quỳnh người lớn mình rồi bạn quỳnh bạn cũng đã nghĩ trong đầu ừ chắc này chắc uh, uh, chuyện ma cái gì đây được chơi cũng nghi nghi, nghi 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 xong rồi cái uh, cũng ngồi chơi ngồi chơi bấm điện thoại mấy mỗi lần mà quỳnh qua chơi với nhung là chơi gần như là nguyên ngày ví dụ như cuối tuần hai chị em đều đi làm công nhân hết trơn á thành ra là cuối tuần thứ bảy giờ không đi làm mà là chơi với nhau nguyên một ngày vậy luôn á chị em với nhau mà đó xong cái uh, bắt đầu lính độ khoảng cỡ đâu hai giờ mấy ba giờ thì cái bắt đầu là con bé na đó thì nó bé nó chán mà con đít mà nó đòi ăn bánh ăn kẹo gì đó thì quỳnh thì là mẹ thì không có chiều con đó nhưng mà nhung thì khác đúng không lâu lâu cháu mà nó qua chơi thì nhung kêu thôi mày nằm đây đi để tao dẫn nhỏ xuống dưới cái cái, cái tập quá này đã đi đi xuống dưới đó để tao mua cho nó mấy bịch bánh rồi tao đem tao dẫn lên liền đó rồi nhung bắt đầu là mới dẫn na đi xuống bắt đầu là quỳnh mới ngồi đó quỳnh mới bấm điện thoại một mình rồi thì cái lúc này đó khi mà quỳnh bấm á, thì nằm kiểu như là cái kiểu mà làm biến một người tưởng tượng không là nằm dài trường người đó rồi rồi, rồi, rồi cầm điện thoại nè đó nằm gác chân lên bấm bấm như nè thì ở đằng sau lưng cái điện thoại đó chính là cái tủ đó bung nhìn màn hình mình diễn tả nhau đang lướt 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 như vậy nè thì bắt đầu là tự nhiên á uh, nghe cái tiếng uh, cửa tủ sắt nó mở cái tủ bằng sắt tủ đồ bằng sắt á thì nó nghe cái tiếng đặc trưng lắm nó nghe cái tiếng là to kiểu như là kèn 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 nó không phải là cái két cái két đâu nha Két két là tiếng bằng gỗ còn cái này ai mà xài tủ sắt là sẽ biết cái tiếng đó nó nghe cái kèn 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 nó kiểu cái, kiểu như vậy đó mà mình không biết mình nhái cái giọng làm sao thì lúc này khi mà nghe cái tủ như vậy rồi thì bà này bà vẫn để cái điện thoại như vậy mà nhìn màn hình nhìn mặt mình nè rồi đang bấm điện thoại nè xong nghe cái tủ rồi xong cái liếc qua đó thì liếc nhẹ qua cái cái thì trong khoảnh khắc khoảng có một giây tôi không đang cầm như liếc nhẹ qua một cái như vậy cái thấy có cặp mắt à mà to tròn như viên bi gì đó nghe không mà nó nó nhỏ 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 thôi kiểu uh, mắt của con nít đó đó là mới tự trọng tủ nó bắt đầu mới dòm ra khi bắt đầu là bà quỳnh bật bà ngồi vậy luôn á bà, 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 đang làm như là bà giờ giờ mới liếc cái bà thấy không? giật mình bà, bật bà ngồi vậy vậy nè thì khi mà bà bật bà ngồi vậy bà giống như là mình không tin vào mắt mình đó, cái mình mình nhắm mắt mình 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 xoay mắt mình 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 dụi mắt cái mình mở lại thì cái cửa tủ nó đóng rồi hồi nào nè đó nó 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 rất là nhanh cái tiếng động với lại cái hình ảnh cặp mắt nó nó diễn ra khoảng cỡ một hai giây thôi nó rất là nhanh luôn đó cái bắt đầu là thấy cũng tim hơi đập tình thịt tình thịt rồi nghe không cũng hơi gọi là sợ sợ một chút xíu rồi xong cái bắt đầu á là bà 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 quỳnh này bà nói thôi không có dám dòm cái tủ nữa để hồi nữa na với bà nhung lên đi rồi mình 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 nói chuyện mình mình nói chuyện tiếp cái bà mới quyết định là bà sẽ kiểu như gọi là quay mặt vô trong vách quay cái lưng về phía cái tủ thì bây giờ mắt không thấy là tim không đau đơn giản vậy thôi đúng không thì cũng quay qua đây cũng ngồi bấm bấm hỏi tới mình đang nhắn tin cho chồng ừ là chiều nay em về với đó. đang nhắn như vậy nè cái tự nhiên là có cảm giác là có một đứa nít nó nhào tới cái lưng luôn nó nhào tới cái lưng bắt đầu là cái cái tay nó ôm vô cái cổ nhưng mà không phải là quá mạnh đâu giống như kiểu là mẹ ôm con thì con na con của ông bình ở nhà nó cũng hay vậy đó nó hay nó thấy mẹ nó ngồi xong nó, nó nhào lại xuống lưng nó ôm vậy nè bé bơ con mình cũng vậy thôi đó thì kiểu như là cũng đang bấm bấm thổi vậy nè cái đang nhắn tin tập trung nhắn tin cho chồng câu chữ cái nó, nó nhào đó, nó ôm mà nghe mà gọi là da thịt chạm vô nhau luôn nghe một cái bập một cái như vậy nè âm thanh đàng hoàng ịn vô cái lưng nó ôm một cái như vậy nè nó tròn cái tay nó phía trước như vậy nè đó xong cái bắt đầu là bạn bạn quỳnh mới con trời ơi làm hết hồn mẹ đang nhắn tin cho ba này xíu nữa về ba chở đi xuống chúng nè đó thì vừa nói vừa lấy cái tay đụng lên trên cái tay của con 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 bé đó luôn đó là một tay cầm cái thỏi vô người tưởng không đang tay cầm thỏi là một tay nó ôm tràn qua cổ cái lấy cái tay còn lại dịnh lên cho cái tay đó. con trời ơi là mẹ giật mình đó thì vừa mới đụng một cái thì cái đứa nhỏ kia nó rụt cái tay lại và khi mà cái tay của bà quỳnh đụng cái tay của đứa bé đó nó thì nó lạnh nha nó lạnh nó cứng nó cứng nhắc nó lạnh mà trời ơi mọi người phải không người, không biết là mọi người đã từng đụng cái tay vô xác chết chưa tại vì ở nhà mình là cũng có một ngày xưa có một vài người thân mất á là mình lại mình vuốt mắt hay là mình 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 rờ má lần cuối á cái cái da thịt nó lạnh một cái cách nó kỳ kì lắm kìa mọi người khi mà cái tế bào máu nó không còn hoạt động nó da nó chết á trời ơi đụng với nó lạnh kỳ lắm đó thì bắt đầu là tự nhiên đụng nó trời ơi sao lạnh quá con mình tự nhiên sao lạnh như vậy đúng không kỹ con mình nó bệnh bà quỳnh mới trời con 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 sao ta con lạnh với con thì quay trở lại cái cái thấy cái tủ nó mở nó mở bung ra luôn cái tủ nó mở bung từ hồi nào mà tại sao chắc là bà quỳnh bà lo bà, bà, bà tập trung bà nhắn tin với chồng bà quá bà không nghe hay sao chứ nguyên một cái cửa tủ nó mở ra như vậy vậy luôn nè thấy có đứa nhỏ trong đó nhưng mà cái đứa nhỏ nó lớn hơn con của quỳnh con quỳnh lúc đó chừng có đâu ba bốn tuổi chứ đứa nhỏ kia nó cũng cỡ bảy tám tuổi rồi đó lớp 2, lớp 3 rồi đó đó và nó đang đứng nó không phải là nó đứng nha nó ngồi đó nó ngồi ở trong cái tủ là thấy được từ cái cái phần bụng của nó trở lên như vậy nè đó mà nó dựa vô trong cái tủ một người gì màn hình mình gì mình mình diễn tả nè nó ngồi nè nó ngoẻo cái đầu qua bên cái gì nè đó là là nó là nó thở kiểu đó đó chứ không phải mình cố tình mình làm lố cho mọi người cười đâu nó kiểu trời đất ơi nha bà quỳnh bà đứng lên bà giọt bà chạy ra bà sợ quá Bà giọt bà chạy ra một cái thì bà vừa chạy ra tới cửa bà quẹo phải chừng có đâu một hai mét thôi là Ở đây tới cầu thang là, là bắt đầu là à, bà Nhung dẫn bé Na lên Cái bắt đầu Quỳnh mới chạy lại thì thấy Na nó đang đứng đó Mẹ mẹ con Nhung muốn bánh cho con mẹ Quỳnh đâu dám kể thấy con Nhung hay con Na đó mà Cái bắt đầu Quỳnh nói chị ơi chị ơi chắc chắc à, em, em 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 dẫn Na về cái chị ơi gì vậy làm gì về gấp vậy để kêu người tới bưng phụ mà chị ơi cái tủ đó thấy ghê dữ vậy thấy thấy ghê vậy cái nhung mới mở mắt Ủa mày thấy hả trời ơi em em mới thấy hồi nãy luôn nó nó, nó thở thì, thì ghê ghê lắm chị Mà, th, 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 thôi có, có có con na đi em không dám kể trời ơi thôi thôi mày ở đây với tao đi giờ có ba bốn đứa ở đây không có sao đâu trời ơi để tao liên hệ rồi chút xíu nữa nửa tiếng nữa là bên cái đồ bên cái đội dẫn chuyển đồ nó qua để 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 vận chuyển xuống đó xong cái bắt đầu cũng đi vô Thì khi mà đi vô trong đó xong rồi cái bắt đầu là Đúng là khoảng cỡ nửa tiếng 45 phút thôi Thì những cái dịch vụ mà vận chuyển đồ nặng này nọ đôi khi có Một người thì là người ta mới ăn tiền là vận chuyển cái tủ đó từ cái tủ đó đi xuống tại vì lúc đó là cái 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 phòng của chị là nằm ở trên tầng 2 thì cái tủ đó vận chuyển xuống dưới tầng trệt á là người ta ăn 1 triệu á à, người ta ăn một triệu một người nha là nghe có vẻ hơi mắc nhưng mà tại vì người ta đi ba bốn người lần là... Đó thì cái lúc mà cái điều nó cũng kỳ lạ nó là như vậy như nè. Có nghĩa là ba bốn người người ta đi tới tại vì bà vợ bà, 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 Nhung bà gọi điện ở ừ, anh ơi cái tủ này nặng lắm nha anh này nọ nữa không? Em không biết nó nhiêu ký em em đàn bà em cũng không có biết ước lượng được nhiêu nhưng mà nó nặng lắm, em với nhỏ em em làm không nổi. Người ta đi bốn người tới. Xong cái mấy ông đó đứng cười chống nạnh cười cười trời trời cười. Đúng là đàn bà cái tủ dày nó làm gì đâu mà tới 100 kg mà thiệt tủ sắt bình thường dễ gì được trăm kg một ba cái sắt mỏng vậy đó mẹ trời ơi vậy mà cũng kêu thôi nghe nãy tôi đi bốn người phải trả tôi 1 triệu chứ thật ra là cái tủ này hai người ginh là được rồi thì uh, nhung cũng nói là thì thôi <laughs> thì sao cũng được mà em em đồng ý mà đâu có gì đâu hai người ginh vô ginh không nổi mọi người ông này mới giờ mặt ông kia nó trời ơi, cái tủ này có bộ cái tủ tốt dữ ta nhìn thấy nó vậy mà coi bộ mà nó nó nặng dữ vậy trời cái mấy ông còn kiểu như là mình mình muốn thử là cái sắt đặc hay là cái sắt bọng đó thì mình lấy cái tay mình gõ, gõ gõ vô như là mọi người mình gõ mình nghe nó bông bông là nó nó là nó bọng còn mình nghe nó bụp bụp là nó là, là nó đặc thiệt mà gõ vô nghe nó bông bông nó nhẹ hững ha nó kiểu như là nó mỏng tanh mà không hiểu sao hai ông kề vô, vô như nổi cái bắt đầu bốn ông mà bốn ông kinh không nổi luôn đó người ta có cái thế người ta người ta cặp cái dây vô xong người ta máng vô cái vai của người ta người ta dùng cái lực vai của người ta ta kinh kinh không nổi luôn À, bây giờ phải gọi điện thêm hai người đó tổng cộng trước sau là 6 người mà ginh mà trầy da tróc dậy mới ginh được cái tủ mà lúc đó mở cái tủ ra bên trong không có một cái miếng đồ gì hết trơn á không có một cái gì hết Đó á đã rồi thì lúc đó bắt đầu là cũng ginh được cũng ginh cũng ginh xuống dưới được thì ginh xong rồi cũng uh, trả tiền rồi nào đó kia cũng đi về thì sau khi mà cái tủ nó nằm phía dưới rồi á thì bắt đầu là lúc này là bà bà nhung bà mới kể Bà mới nói là thì lúc mà mới nhận cái phòng này thì lên trên đây là thấy có cái cái cô nói chung là cái cô chủ cũng rất là dễ thương. Cũng cũng mới tầm cũng khoảng cỡ ngoài 30 thôi, cỡ 35 36 gì thôi. Đó rồi rồi thì cổ cũng tới cũng cho mướn vậy đó thì lấy cái phòng rồi cô nói là à thì có cái tủ đó thì à, có xài mà xài nhưng mà không xài để nguyên. Đó là như vậy nhưng mà khi mà bà Nhung bắt kể bà ở được một thời gian khoảng có 2 3 ngày đầu tiên tối bỏ ngủ bỏ nghe cái tiếng trời ơi bây giờ mình không ở đây mình không có cái gì để diễn tả chứ mà cái tiếng cái tai mà đập vô trong cái tủ sắt cái là cái tiếng nó rất là đặc trưng nó nghe cái tiếng bum bum luôn á nó nghe cái tiếng bum 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 như vậy vậy nè thì tối nằm ngủ nghe cái tiếng bum cái như vậy như đó giật mình chứ không đó giật mình cái thì một đêm như vậy là cũng hai ba lần cái bà cũng lại bà dọ dẫm bà coi coi sao cũng đâu có thấy cái gì đâu mọi người à rồi thì chỉ thấy là ở phía dưới cái góc tủ là nó hơi mớp mớp mốp mớp vô chứ không không có cái gì kỳ lạ lắm nhưng mà mấy ngày sau á thì bà mới nói là bà nửa đêm bà đang ngủ như vậy vậy nè thì bà cũng nghe cái tiếng mà nó giống như cái cái kiểu mà cái tủ nó bị kẹt mặc dù là cái tủ đó là là là, là, là 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 buổi sáng vẫn xài bình thường bà, bà vẫn để đồ trong nó bình thường mà nghe cái tiếng nó k k két rồi, két rồi, rồi, két Rọt. két két gì đó Ở giống như là nó bị kẹt trời ơi bà nói bà ngó bà dợm ng� cái đầu tiên ấy, là bà nói là thấy cái cửa tủ nó mở ra y như là quỳnh thấy Hai cặp mắt tròn xoe như hai trái bi vậy đó bà giật mình bà ngồi với bà vội mắt cái là nó mất tiêu à đó nó kỳ cục như vậy nó ồ, không lẽ giờ mình ở nhà mới mình không quen mình nằm mơ bậy bạ thôi mà đâu có đó giờ mình chuyển cũng hai chục cái phòng trọ rồi có bao giờ mình gặp cái vấn đề như vậy đâu sao tự nhiên hôm nay gặp vấn đề kỳ cái bà thì trời mọi người hiểu là bà nhung đâu phải là bà không hề chết nhát bà nếu bà chết nhát thì bà đâu có tự lập bà rời xa gia đình bảy tám năm ở mười mấy hai chục cái nhà trọ thì nếu một người chết nhát không bao giờ ở được như vậy thì bắt đầu là bà thôi tự trấn an mệt ngủ ngủ mai còn đi làm cái bà cũng nằm xuống thêm lần nữa cái ngủ được chút xíu vậy xong cái bà cũng nghe cái tiếng gì nó cũng rọt cái cà cát cát cà rọt đẹp 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 đó xong cái bà quay bà giờ trời nó coi bà thấy nguyên cái cánh tay một cái cánh tay của một cái đứa học sinh lớp 2, lớp 3, nó mười tưởng tượng bảy tám tuổi nó mò từ ở bên trong cái tủ nó mò ra nó mò mò mặt mà cái tay một cái đứa học sinh mà mà lớp 2, lớp 3 là nó cũng lớn rồi cái tay nó dài rồi là nó mò ra mà cái tay nó đụng xuống như cái sàn luôn nó từ ở trên cái tủ như vậy đúng không là nó cứ bò 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 cái tay nó bò 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 xuống mà đụng cái sàn nó bò giống như rờ 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 cái sàn như vậy mà. trời đất ơi mà cái tay nó trắng bóc đó nó trắng bóc mà nó nổ nà nó nó, nó ớ mò gầy mòn da Một xương nhỏ nhắn mà nó bò bò bò, bò trời đất bà dung này bà tá quả bà, bà bật bà ngồi dậy nó mở đèn lên thì tất cả mọi thứ là nó không còn gì nữa đó sợ thì sợ mà cái tánh bà nhung mới độc lập nhắc lại một lần nữa bà cũng dữ lắm tánh bao như đàn ông mà mở đèn lên xong nha đứng khoảng coi đâu 30 giây nhìn tới nhìn luôn mà nhìn cái tủ lúc này đóng đóng lại kính bưng rồi. bà hít một cái gì bà hít vô bà lấy bà lấy hơi một cái bà, bà lại bà mở cái tủ đó luôn mở cái bánh mở tung cái tủ ra như vậy là lục hết mấy cái đồ trong đó thì làm gì có đứa nhỏ nào ở trong đó đâu à rồi xong cái bắt đầu bắt đến bị cái gì vậy ta mấy nay là mệt quá hay cái gì thì mùa cũng hiểu là chuyển nhà một lần chuyển nhà là một lần rất là mệt chuyển nhà là một cái việc của đông người của tập thể làm mà có mình ơn bảo làm nó mệt lắm đóng cửa tủ lại nằm xuống ngủ nữa coi như là không có chuyện gì xảy ra đã rồi bắt đầu là thêm một hai ngày sau nữa thì hôm bữa đó đó là bả tăng ca khá là nhiều tại vì kiểu như bả cũng có mình ơn bả bả làm tiền bả tự bả xài không có vướng bận đó là 6 giờ sáng bả làm là bả làm liên tục cho đến 9 giờ tối luôn có ngủ là ngủ trưa trên công ty vậy đó trời ơi tao về nó đuối nó mệt nghe không mà bất kể bả về tới nhà xin lỗi ở dơ luôn quăng cái túi sách cỡ cái đó bảo hiểm cái là nằm một cái bẹp mặt nguyên bộ đồ công nhân đó là, 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 lột cái đôi dài là lò đó là, là, là ngủ đó mệt mà thì đang nằm có ôm ngủ một giấc thiệt là mê man cho đến độ nửa đêm xong cái mà nó có con bàn tay nó vỗ vỗ vô cái dai này nè, bàn tay cũng lạnh lạnh vỗ vỗ vô. Mà mọi người hiểu là khi mà chúng ta ngủ mê mà mệt như vậy đó, mệt gọi là mê mệt mà thì chúng ta sẽ rơi vào trong trạng thái là quên trời đất luôn, quên không gian thời gian, nói xin lỗi nha, kêu vậy hỏi tên ba má lại gì Không nhớ, đó, thiệt luôn á. Có những có những lúc mà con có cơ thể chúng ta nó bị suy kiểu như là kiệt quệ tới nỗi như vậy anh đó là cứ dỗ dỗ cái mà chung cứ gì đó cứ kiểu vậy đó xong cái nghe nghe nha là nghe. lúc đó thì quên nhưng mà sáng vậy là nhớ nghe nói cô ơi cô cô ơi cô cô mở một con một tủ của cô cái tủ của con bị kẹt cô ơi con ngọt thở quá con ngọt thở mà mà nói chuyện rất là gấp gáp mà giống như là 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 ngọt thở thiệt cái cô ơi cô ơi cô 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 bỏ mày còn cái tủ Cái tủ nó bị kẹt Cô, cô, à, cô ngọt thở quá cô Cô mở, mở không Nào cộ... là cứ nói cứ khiều khiều Bà Nhung bác cứ tủ gì vậy? vô phòng chứ dạ Tủ gì, Ê, cô ơi Cô mở ngọt ngọt bắt đầu khiều khiều bắt đầu càng ngày càng khiều Bắt đầu là lấy cái tay bấu vô trong cái vai bật cái tay lạnh ngắt là nghe bấu vô bắt đầu bấu đau luôn bấu đau vậy nè Khi mà Nhung bắt đau mà bởi lúc này bà mới tỉnh thì khi bà tỉnh bà nghe được mấy câu cuối rồi con ngợp con ngợp thở con ngợp thở là bắt đầu bà quay một cái đầu rồi bà nói lúc mà bà quay qua cái cái đứa nhỏ đó nó lùi lúc mà mới quay qua nó 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 lướt nó lùi mà cái chân nó cách mặt đất một gang tay mà nó cứ lùi lùi nó cứ nó cứ đưa cái tay nó mà nó cứ khòm khòm cái người mà nó lùi mà nó khòm nha. Cứ... con 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 ngạp là nó cứ lùi 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 vô tới cái tủ cái là nó biến mất tiêu cầu rồi lúc đó là lúc đó là là coi như là hồn về đó à cái hồn của bà nhung bà về bà bật bà ngồi vậy bà mở đèn sáng trưng em là run sợ không dám mở cái tủ thêm một lần nữa luôn nó cứ ngồi rung như đó mà rồi bắt đầu cũng bấm bấm điện thoại lúc đó là mới nhắn thì bà quỳnh nó hèn chi đâu mà bà kêu qua giục cái tủ giùm mà lúc đó tin nhắn coi là ba bốn giờ sáng nó nói độ sao bà này bà làm gì bà tăng ca về xong không vậy để sáng sớm nhắn làm gì đêm hôm nhắn thì ra là gặp lúc nửa đêm đó rồi xong cái ở à, đó thì đó là như vậy đúng không thì giờ kể kể là xong hết như vậy cũng dục cái tủ xong rồi cái bắt đầu nó nó vậy thôi bây giờ thấy ghê quá chị ơi ma cỏ ở trong tủ mà biết đâu phải trong tủ mà lại trong cái phòng này sao đó thôi bây giờ nhắn với bên bà chủ nhà đi coi được được thôi đổi phòng thôi em em khuyên thiệt chị, chị là vậy đó à chứ hồi nãy em đi, đi 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 cũng có có gặp vậy 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 đó không đó, đó em gặp bé đứng trong đó à, rồi xong cái bắt đầu là mới gọi cho người chủ nhà thì mới vừa nói, nói cô ơi con con đang gọi cô con đang tính nói tới cái tủ là rồi 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 cô cô qua liền cô qua liền thì khi mà qua xong cái bà vừa kiểu như bà ở dưới bà đi lên bà thấy cái tủ nằm dưới là bà chạy lẹ 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 lên thì bà không phải là bà chửi nha mà bà, bà, cái kiểu của bà bà nói gì nè trời ơi con ừ, cái tủ nó nó có cái vấn đề gì thì con nhắn chứ cô rồi cô đổi phòng cho con chứ ừ, ừ, con đi giờ cái tủ xuống dưới làm chi có nghĩa là bà thà là bà sẽ đổi phòng cho chị Nhung còn hơn là bà rời cái tủ ra khỏi cái phòng đó. nó trời ơi con rời vậy rồi là không có được đâu cỡ nào cỡ là cũng phải đem lên hè. đó nói ủa sao vậy cô mà rồi cô ơi thôi bây giờ tụi con gặp vậy 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 đó. thôi cô cho con uh, uh, lấy lại tiền cọc đi con đổi phòng trọ khác chứ thiệt chứ phòng trọ ma cỏ vậy uh, con ở cũng không có được cái bắt đầu bà ngồi xuống bà buồn cứ là bà ngồi im 5 phút đồng hồ luôn Mà nước mắt bà rơi la chả bà không khóc nha Mà giống như là cái kiểu mà Bà cứ ngồi vậy nè Chứ xong cái bà, bà cái nước mắt bà cứ tuôn, tuôn 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 vậy đó Chứ bà không có hề mà bù luôn bù loa đâu Cái xong hết trơn cái bà Thôi Thì Con cũng là cái người khách đầu tiên Của con thuê cái nhà này của cô á Ờ, nhưng mà thôi thì con 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 nói vậy rồi thì cô cũng không có muốn giữ con làm gì thôi uh, cô 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 trả lại tiền cho con hết cái tiền mà con vận chuyển cái tủ xuống chứ chứ cô nghĩ là hai đứa con chắc kinh không nổi bao biết á hai đứa con chắc kinh không nổi đâu ha chứ con 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 tiền dịch vụ đó bao nhiêu là cô trả luôn đó cái xong xuôi hết trơn cái bắt đầu là bà cũng kể bà nói uh, bé đó, nó con của cô đó thì uh, nó cách cái chuyện nó xảy ra cách đây cũng bốn năm năm rồi là bốn năm năm trời nay đó là con không tin con hỏi vòng vòng hàng xóm đi cái nhà sau cái chuyện đó mà sau khi mà con bé nó chết đó, là cô có nhà riêng vậy đó chứ uh, cô đi ra cô ở nhà trọ đó con cô bán hàng ngoài chợ ngoài đây nè nhà này của cô cô bán hàng cô sắm được cái nhà đó cô bán được lắm đó mà cô uh, sao cái vụ đó cô bỏ trống cô ra nhà trọ cô ở ai cũng chửi cô khùng nhưng mà người ta không có hiểu nó đau buồn quá con thì con của cô á, là cách đây bốn năm năm trước á, là nó bị nó lên lớp 3. đó nhưng mà nó bị cái bệnh hen suyễn nó bị cái bệnh hen suyễn là nó bị từ nhỏ rồi nó bị từ nhỏ rồi đó nên thành ra là cứ mọi biết mà những cái bệnh hen suyễn mà mỗi lần mà bị kiểu như là kích động hay là bị mệt hay nói chung là bị cái gì đó đó là nó sẽ có một cái máy ngậm vô như vậy rồi bóp bóp cái mình nhớ hoài luôn tại vì ngày xưa mình có một thằng bạn mình có một thằng bạn mình nhớ tên luôn đó tên là Dominic nó là 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 kiểu như là như là con con lai nước ngoài bây giờ đang bên Mỹ rồi đó là nó bị suyễn nó cơm hết hết gì hết gì nè đó mình nhớ hoài hình ảnh đó xong cái tôi uh, đó cũ đó bữa đó bữa đó đó là ngay đúng cái sinh nhật của nó luôn thì uh, mới kiểu như là cũng có tổ chức ở nhà rồi mới mời mấy đứa bạn thân như vậy thì kiểu như là mới bảy bảy đứa bảy tám đứa con gái thôi là qua bắt đầu là chơi đó thì cũng chắc bánh kem rồi ăn uống gà kfc đồ như vậy đó ăn uống vui vẻ thỏa bóng đồ chơi xong cái bắt đầu là cô thì bận cái là hàng quá anh ta tới anh ta giao thì cô mới đi xuống tầng trệt với cô để hàng nè cô ra tôi, tôi, tôi giao sĩ lại cho người ta thì cô đang làm dưới đây vậy xong cái uh, hai ba đứa bạn đó, đó cái cũng chạy xuống đó cô ơi cô ơi uh, uh, bây giờ đặt tên con bé nhỏ đó tên là uh, kêu lặn mắm đi kêu đại tên lặn mắm đi cái nói cô cô ơi con con mắm nó bị kẹt trong cái tủ cái tủ sắt nó bị kẹt cô ơi tủ sắt nó bị kẹt cô ơi cô cô chạy lên thì bắt đầu là biết con mình nó bị xuyển như vậy là bắt đầu là bà này bà mới chạy lên đó cũng là cô nó cô, cô chạy lên cái thì lúc đó cái tủ nó kẹt dữ lắm đó mà trời ơi cô kể thì chứ cái, cái lý do mà bà bà câm lặng bà khóc là lý do là như vậy và cái tủ sắt đó có nghĩa là giống như là nguyên đám nó giỡn nó chơi đám mười nó chơi cút bắt gì đó thì bà là coi là con mắm đó, nó mới chui vô cái tủ đó đó hồi không nó chui vô cái tủ đó xong bắt đầu là mấy chắc mấy đứa bạn nó phát hiện được bắt đầu nó tính mở cái tủ ra nhưng mà con mắm ở trong nó giữ cái tủ lại thì bắt đầu là bên thì kéo ra bên thì chịu lại đẩy vô bên kéo ra bên đẩy vô thì cái, cái, cái tủ sắt nó bị kẹt đi là có nghĩa là cô đó cổ kể là khi mà cô chạy lên tới đó là cái cánh cửa nó bị hụt vô trong luôn giống như là nó bị nó bị hụt vô trong như vậy là không tài nào lấy ra được đó mà cả hai cánh tủ nó bị như vậy luôn chứ trời ơi mà cô nói là lúc đó, đó khi mà còn lúc mà cô lên tới rồi là con cô chưa chết con cô chưa có chết nha mà nó cứ <laughs> mẹ, ơi, <laughs> mẹ, 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 mẹ 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 ngập đó thì thôi mọi người tưởng tượng cái người mẹ mà mà con mình nó nằm trong đó mà bất lực mà nại làm đủ thứ trò hết đó mà cái tủ sắt nó quá bền đi mà nó cái bền ở đây là là nó là cái khuyết điểm ngay cái lúc này Rồi cô nói là trời ơi mình kể đây sau mình cũng thấy tội nghiệp người mình, mình rất là xúc động cái cô mới nói là cô quay qua cô chụp cái ống cái ống thở suyễn liền bắt đầu là cô cô nhét vô cô nói cô cô nhét vô trong rồi cô nói con ơi con ơi con 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 gái con chụp con hít vô đi con ơi con hít vô chút xíu đi cho nó đỡ con ơi mẹ 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 cái cửa ra liền thì cũng thấy đứa nhỏ nó cầm này nọ nó kia nó hít nhưng mà giống cái kiểu nó 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 nó, nó lúc đó chắc là nó bị nặng quá sao là cô nghe cái, cái tiếng bóp xịt 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 như vậy nè là tại vì cái 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 đồ bóp xuyển á là nó có âm thanh đặc trưng lắm nó nghe xịt xịt y như chúng ta xịt mũi vậy đó à, xịt 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 xịt, nè đó là cô nói ừ thôi chắc con cô nó nó thì nó cũng đỡ rồi đó rồi bắt đầu cô quay qua quay lại cô mấy trời ơi, lúc đó nhà có hai mẹ con hà chồng thì mất sớm đâu có ba cái dụng cụ đồ nghề nhà đâu mà căn nhà không có đàn ông mà mọi người đó cái quay qua quay lại lấy mấy cái đũa bếp này nọ đồ gán khử 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 hồi bắt đầu là khi mà cũng phải là cỡ đâu bắt là đang tập trung khử như vậy thấy con cô im ru à thì cô nghĩ là thôi chắc là nó thở nó mệt á nhưng khi mà cô khử được ra là cô thấy là con của cô là nó mất rồi nó mất mà mắt nó trợn tròn lên như vậy vậy là cái tay nó còn cầm cái 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 cái, cái, ống xuyển luôn á và lúc đó cô nói là cái ống suyễn nó hết cái ống thuốc suyễn nó nó hết rồi mọi người Chứ nếu mà lúc đó nó còn Tôi nói trời ơi phải Nó còn cái ống suy nó còn Thì mắc may ra chắc con cô không chết Trời ơi điến hồn luôn nha mọi người nha Là coi như là Kiểu như là rụng rẩy tay chân luôn Không còn biết cái gì nữa hết trơn đó, rồi đương nhiên thì mấy đứa nhỏ nó xuống nó la um sầm mấy đứa lớp 2, lớp 3 mọi người nó chạy đầu đường nó la thì hàng xóm vòng vòng nó mới chạy lên đó thì khi mà chạy lên thì cũng nó chết rồi đứa nhỏ bé mắm nó mất rồi thì cũng đem lên trên bệnh viện rồi cũng thôi à tới chiều đó thì cũng cũng trả về rồi cái cũng làm đóng ma, cái uh, buồn quá, cổ đó cô cổ buồn quá thì bắt đầu là thực ra là cái thời gian đầu tiên thì cổ vẫn ở đó, thì uh, cổ nói là <laughs> tại vì cái phòng ở trên đó, đó là giống như cái kiểu là cái phòng riêng của cô bé đó, để cho còn cổ cô, cô này cô ở phòng kế bên, của nó là cứ tối nằm ngủ vậy nghe cái tủ nó đập hoài, nghe tiếng mắm nó đập tủ nó đập đùng 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 đúng đùng đùng đúng như vậy đó ờ, thì cái, mà cứ nói là lúc đó cái lý do cô muốn để lại cái tủ là cái gì thứ nhất á là cũng nhìn cảnh cũng nhớ người đúng không rồi cái, cái, cái tủ đồ của con mình rồi lúc đó còn dán hình hàm đúng trên cái sau này tháo hết trơn rồi dán hình hai mẹ con đi chụp hình dán bên ngoài như vậy vậy nè rồi bằng khen của con năm mẫu giáo rồi năm lớp 1, năm lớp 2 là dán bằng khen xuất sắc kiểu dán lên nhưng mà rồi khi mà con cô nó quậy nó đập hoài như vậy vậy đó xong cái cô cũng tính thôi cũng không có bỏ mà ý là ginh xuống bỏ ý tầng trệt đó y như ý định của bà nhung đó. nhưng mà ginh không được mọi người thì đó như nãy mình nói là sáu người ginh còn trầy da tróc dãy đó thì cô kêu người này người kia thậm chí là kêu dịch vụ tới ginh người ta ginh không có được đó mà khi người ta biết là tủ này có người chết trong đó là người ta buông người ta bây giờ chục triệu người ta cũng không dám ginh đó. thì ra là cô mới để luôn bảo đầu là cô à, thì cô ở một thời gian xong cái khi cô nói là cô cứ nghe hoài mới đầu mình cô tưởng đâu á là à con mình nó mất một phần là lỗi do mình đúng không cô tự dằn vặt bản thân mình thì cô tưởng là mình ám ảnh mình mới nghe nhưng mà riết rồi cô nói là dần dài dần dài cô nói là đó không phải là cái giấc mơ nữa mà thiệt là con cô nó về nó báo quán cô nó cứ nó cứ vậy đó nó cứ nó cứ là nó cứ là, mà mà cái cái tiếng mà cứ là, là cô nghe hoài luôn nó hước 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 lên là xong rồi mẹ ơi con ngợp đó mẹ mở cửa 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 đó là cô cứ nghe như vậy hoài luôn cứ nhắm mắt lại tối ngủ nhắm mắt lại là nghe tối ngủ nhắm mắt lại là nghe cô nói là thiệt tình là cô rất cái suy nghĩ cô là rất là nhiều lần là cô muốn thiệt là cô muốn nguyên sinh cô cô chết cho xong để để mà cô xuống cô đoàn tụ với con của cô. đó nhưng mà cô không có đủ cái can đảm để làm cái chuyện đó. Rồi chưa? À rồi. Thì à, khoảng được khoảng cỡ gần gần một năm thì cô chịu không nổi rồi thì cô mới à là đi ra nhà trọ của ở. Cái cái tình hình buôn bán của cô nó vẫn ok. Nên là cô vẫn trả tiền nhà trọ được. Cô để trống cái nhà luôn. Thì sau khoảng cỡ bốn năm năm cô đó là yên à thì không còn thêm chị gì nữa thì cô thôi à, cũng với kinh doanh mà mọi người đúng không thì cô này là cổ xuất thân từ dân kinh doanh đó thì cổ mới bỏ số tiền ra cổ sơn sửa này nọ rồi cũng sửa cái tủ lại luôn đó thì à, cô lại đăng bản cho thuê thì xui đủ như thế nào đó thì chắc đó nó là một cái định mệnh rồi thì vừa mới đăng bản cho thuê thôi thì à, chính chị dung đây đã vào thuê và mới gặp được những cái chuyện như là từ đầu mình nói là như vậy Trời ơi, Quỳnh với Dung nha, Quỳnh bà kể lại nghe mà, nghe bà đó bà kể như vậy rồi nó nghe mà cứ khóc. Hai chị em ngồi khóc thương á. Tại vì mọi người tưởng tượng mọi người xoáy sâu vô cảnh tượng mà mình với con mình cách nhau có một cái cánh cửa tủ thôi. Đó, một cái cánh cửa tủ như vậy thôi là trong gan tất thôi. Vì cái sự hớ hên của mình rồi một, một cái sự vô tình của mấy đứa nhỏ nó chơi bờ giỡn với nhau nữa đó mà cái chai thuốc xuyển đó, nó hết hồi nào mình không biết nữa mà để câu mình nó nó gần như là mất trước mặt mình luôn còn gì nó buồn người đó thì thiệt tình nó phải nói là cái, cái người mẹ đó mà sống được cho tới bây giờ đó là một cái sự dũng cảm một người đó chứ không phải là giỡn đâu nha mọi người nghe đã đòi thì đương nhiên thì à, nói nào nghe thì coi cũng đi à, cũng cũng không có dám ở đâu đó đâu mọi người hai lời xuống cũng nhận lại tiền rồi đâu thôi là cũng đi thôi đó thì à, chuyển qua nhà trọ khác như vậy thì sau đó rồi đó khoảng cỡ một năm trời hai chị em lâu lâu cũng đi ngang cũng qua thăm hỏi chứ mọi người tại vì cũng gần gần cũng qua thăm hỏi thì cô nói là ở không được Cô nói là lúc đó lúc mà quay lại gặp cô thì cô nói là cô cũng lại tiếp tục ở nhà trọ. Có nghĩa là cái đứa nhỏ nó nó không có cho ai vô ở chứ. Sao bà Nhung là cũng dặm đem thêm mười mấy hai chục người nữa vô ở phòng này tại vì nguyên căn nhà đó bà chia phòng ra cũng được tám phòng. Đó thì bây giờ một người tưởng tượng tám phòng mà phòng lấy đơn giản lấy 1 triệu thôi Lần tháng có thêm 8 triệu rồi gì nữa. Nhưng mà không mở được vô ở được từng lễ mấy bữa là cứ vậy đó ta cứ kể là cái gì đâu mà tối cứ nghe cái tiếng cả hước 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 như ai mà hấp hối nhưng mà giống như là mình bị bắt cổ hay là bị 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 hấp hối bị cái gì cứ cứ vậy đó cứ còn ngợp á con ngợp á con ngợp á cứ vậy là người ta sợ là người ta đi đó hình ra là sau một năm cố gắng để mà cho thuê cái căn nhà đó làm phòng trọ nhưng mà biết rồi cái cũng tiếp tục là bỏ hoang luôn đó nhưng mà cái cô này mình nói là cô này cổ được là tại sao cũng dứt quét cũng không bán cô nói thứ nhất là căn nhà đó là cũng kỷ niệm là là căn nhà đầu tiên của cô cô mua cái thứ hai là con cô mất ở trong đó thì cô vẫn nói chung là tết nhất thì nó cô vẫn về à, tại vì cô ở ở đó cái bên lâu lâu qua lau dọn vậy đó vẫn vẫn ấy thôi đó và cô cái thứ ba đó là cô nói là dông của con cô nó không vậy đó là 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 mang bán lại cho người ta thì sợ mang tội ví dụ như à là cô trúng thiếu tiền bạc gì đó đi thiếu nợ thiếu nợ ok cô sẽ bán nhưng mà bây giờ thì cô còn có đất mà để bà làm ăn có tiền lắm cô còn có đất dưới quê đó thế vậy tại vì cô thôi ở nhà trọ cho gần tiền để mà mua một căn nhà khác thì không có thôi chứ mà còn tiền mà à là đất đai rồi ở nhà trọ nọ đồ, đồ bình thường thế nên là cô quyết định là cô không bán thì mình biết là sẽ có nhiều người cũng hỏi đấy, ủa sao không cúng kiến rồi đưa chùa đưa chuyện gì đủ thứ mọi người ơi mọi người tại vì nhiều khi có những câu chuyện mình quên nhắc tới là chắc là tại vì nó đơn giản nó chắc chắn là sẽ có kêu thầy chắc kêu thầy pháp kêu sư thầy kêu đủ thứ chuyện trên đời hết trơn á mà mà không có đi đó một lần nữa mình xin dài dòng là tại vì cái cái chết của, của cô bé đó là nó nó quá quan ức đi nó quan nó quan trong cái chữ quan luôn tại vì nó còn cách mẹ nó bây giờ mình nói là cái người mẹ nó cách con có một cái cánh cửa là con chết rồi mẹ đau buồn chứ mà đặt trường hợp là một người nhìn cái góc nhìn của cái đứa bé đi cả đời nó chỉ biết mẹ của nó thôi nó nằm ở trong đó nó nghe tiếng mẹ nó ở ngoài đó gì đó mà nó cứ đó là mẹ nó không cứu được nó nó oán hận nó cách mẹ nó mẹ nó phải ra nhà trọ ở luôn thì những cái người khác vô thì dễ gì sư thầy sư bọng thầy pháp thầy viết gì vô dễ gì được cho là cái sự linh thiêng của nó nó khủng khiếp rất một cái chết mà từ từ đau đớn ngợp thở như vậy mà cái hy vọng nó người mẹ sẽ cố mình nó cứ len lối len lối len lối rồi rồi tắt theo cái cái nhịp thở của nó luôn thì nó linh lắm mọi người ơi linh lắm mọi người đó vậy ha người hè rồi à thêm một cái chi tiết nhỏ nữa đó sau một vài lần cũng ghé thăm như vậy thì cô đó cũng có nói thêm là tất cả những cái đứa bạn không biết là có gặp hay không thì cô này cũng không cô không dám khẳng định được chưa nhưng mà cổ nói là tất cả những cái đứa bạn mà có mặt trong cái cái ngày đám như cái, cái sinh nhật đó là tất cả những đứa đó nó đều chuyển nhà gia đình của nó đều chuyển nhà và đều chuyển trường đi hết luôn mà cô nói là cái điều kỳ lạ là là ừ, chuyển đi tại vì cái lúc đó đó khi mà xong hết trơn con cô mất rồi cô có lên trường cô rút học nói chung là bác cái giấy tờ rong riêu rồi nọ nọ lúc mà à, con có cuộc sống là cô về cô rút rút hụt bài nọ nọ về kiểu như vậy đó thì lên đó là cô giáo viên cũng có nói là là trước đó độ khoảng có một tuần là chỉ trong vòng một tuần thôi không không tới một tuần nữa là từ thứ hai đến thứ sáu là những ngày làm việc đi học đó, là cứ một ngày như vậy là phụ huynh này lên cái có ngày hai phụ huynh lên là cứ rút cứ chuyển trường cứ rút cứ chuyển trường rút chuyển trường đã và và lên thì mặt phụ huynh nào cũng rất là buồn bã rồi có những phụ huynh còn dắt con theo để từ việc bạn bè thì mặt đứa nào nó cũng xanh sao. giống như cái kiểu mà nó mới vừa bệnh nhá tại vì cái câu chuyện nó không có được rõ ràng, được cho chứ mình 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 chế thêm thì nó 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 dễ lắm nhưng mà cái chuyện mà không có rõ ràng chỉ biết là cô cô giáo viên chủ nhiệm cô nói như đó là mặt đứa nào cũng xanh xao, cũng mệt mỏi y như là gặp ma xong rồi rồi bệnh mấy bữa như là câu chuyện mình mấy mấy câu chuyện mình hay kể đó đó là cứ vậy mà cứ chuyển trường rồi thậm chí là chuyển nhà luôn là như vậy đó thì khả năng cao chắc là bé mắm đó đó nó nó cũng về nó 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 nó, nó mấy đứa bạn nha tại vì nếu mà giờ bây giờ mấy đứa kia nó còn nhỏ thì mình cũng không có nói gì nhưng mà nếu mà đúng ra đó thì thì xét về cái lý đó không không xét về tình nha xét về lý thì 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 cái chết của mắm cũng liên quan một phần nào đến mấy đứa nhỏ mà mặc dù là nó không muốn à, một cái sự vô ý thôi nhưng mà giỡn qua giỡn lại như vậy ha đó 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 thì đây cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta thấy được là À, con mình mặc dù nó lớn nhưng mà đôi khi nó giỡn hết với bạn bè thì cũng mới ngồi coi cũng mới ngồi coi ngó mà cũng con nít nè nó gì khi nó giỡn quá quá trớn quá tay ha thế rồi đó đó cũng là cái um, cái câu chuyện đầu tiên cũng là câu chuyện duy nhất của ngày hôm nay luôn một câu chuyện nó cũng khá là 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 đau buồn là như vậy ha và cũng không có kém phần kinh dị ha rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha thì à, đừng quên là mình có bán thêm những món ăn vặt như thế này có da à, cá trứng muối có lạp xưởng có khô bò viên và có bánh bía nữa đó thì hy vọng mọi người à, à, nghe xong chuyện rồi ha có thể là đặt hàng thêm để phục vụ cho mình rồi à, để phục vụ cho cả nhà <laughs> và ủng hộ mình nói lẹo lưỡi nghe mua hàng phục vụ chú mập Nghe nó hơi chảnh rồi cảm ơn cái nhà nhiều nhé à, số điện thoại nằm ở đây mua có thể là gọi vào trong cái số này giúp mình ha rồi cảm ơn cái nhà nhiều nha dưới mặt xin chào tất cả mọi người